Thì hôm nay mình giao cho CR250 nè. Thì em nó cọc lâu lắm rồi anh em. Anh em hay hỏi thằng em nó cọc rất là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ ngày đẹp mới lấy. Nay là ngày đẹp luôn, chủ nhật mới lấy. Rồi giấy tờ anh em mình sẽ làm sao. Đó, xe đẹp không? Vỏ trước là lên vỏ lớn, vỏ sau cũng lên vỏ lớn rồi nha. Cái này là không có bơm quá căng nha em. Bơm vừa đủ thôi, bơm căng lại xe cả này. Mà vừa đủ là nó cứng rồi, không được có bơm căng quá. Cái này lên vỏ bự luôn á. Cái bánh ra là như bánh xe bò. Ừ. Rồi, xuống nè. Đẹp không anh em? Đó. Xe này là của một người bạn trong team mình để lại á. Ủa mình đừng dẫn giữa đường nghe, tao giết mày chết bây giờ. Xích vô. Thử đi, thử vòng đi. Thì mình thử vòng đi. Cũng là của mình mà. Để sơn màu xanh ngọc bích này á, thợ sơn cũng sơn khó lắm nè. Cái ngon là cái này là đỏ. Rainbow. Biết cái này gì không? Heo Rainbow. Cái này là nghĩa là cây thắng của xe bò được độ lên xe mô tô. Người ta gọi là Rainbow, hiểu không? Đó, cái Rainbow. Còn phuộc này là phuộc Apsida của Suwa. Apsida, đúng rồi. Vô ngôn ngữ của mình là Apsida. Trời ơi. Từ từ em, hướng dẫn em. May em đưa tiền rồi á, em mà không đưa tiền rồi. Con này nè, cô chú thấy nó không? Nó vẫn là ga thường, con đó là ga điện á, là ga nó bằng điện, cứ nhích nhẹ là nó lên. Con này là ga thường nè, chú cầm thử nè, ga bình thường. Cái này ga công nghệ. Ây da. Công nghệ 67. Này giống ghi đông xe đạp quá. Nó đẹp không? Đó. Mạnh lắm đó. Nè, con này lên chống đổ xịn luôn nè anh em. Đây. Anh em thấy chưa? Đó. Lớp sau của nó là lên tối đa là 160. Lớp sau nè anh em. Lớp sau à. Lớp sau Michelin 160. Lớp sau này là hồi xưa em anh nó lên đó. Cây bô mới bán đến đồng tiền nè. Cây bô riêu nha anh em. Hàng rê nha. Hàng rê. Cây bô hàng rê á. Cái này nó có tha đa cao nè. Tha đa cao quy. Quy rê. Hiểu không? Mà... Quay. Đó. Tay thắng đó. Rồi à... phục nè. Nhiều. Theo gì đây? Phục nó nè. Phục này cổ hiệu nó nè. À. Nè anh em coi xe đi nhiều đi, ít anh em coi con ốc mà thấy không? Thì xe này á là ở Bình Thuận thì cái bô nó hơi ấy thôi, nhưng mà anh em nhìn con ốc tán đi, nó sáng chân à. Đó. Cái này là gọi là màu gì? Màu titanium. Cái này chỉ là lúc trời nó nắng nhìn nó sẽ màu vàng. Trời nó nắng nhìn màu vàng lúc. Ừ, thì trời mà hơn nắng thì nhìn nó cũng vàng vàng. Còn nhìn nó màu hơi tím tím. Đúng rồi. Đẹp lắm, màu này khó sơn lắm. Anh thích cái bô này, nó hợp với cái con này. Để quay xa dán cho anh em xem. Đẹp không? Đó. Cái này phải nói là gì? Đù nhức nách. Cái này người ta gọi là con hoa hồng trong phân khúc. Cái gì? Này nó biết chạy mà. Ê, cái này là hoa hậu con. Cái này nó không có. Con bánh thì nó có. Bán tải lên trả về mà không có. Dạ. Chạy cũng bánh thì. Thôi gửi đi, gửi vô. Bạn tới cuối cùng là gửi xe đi. Dạ, gửi đi. Ừ. Đi nó có bên. Rồi, bây giờ là anh em mình gửi luôn đúng không? Dạ. Bây giờ em này sẽ chở em đi ra bến xe gửi. Xong rồi lát ở đây sẽ chở hai cho con ra bến xe luôn ha. Kêu nghỉ ngơi mà không nghỉ hả? Bây giờ nè, đi đuối, bây giờ, đuối chết luôn. Bây giờ anh với em ra bến xe gửi con xe này trước. Rồi anh sẽ về đây. Rồi tính tiếp. Dạ. Ok chưa? Dạ. Rồi, đi gửi xe.
Nhưng mà giờ không biết chạy xe rồi sao nè. Tập chạy đi. Chạy xe này được không? Chạy xe nhỏ đi, chút chở về. Em chạy kẹt thì thấy được. Đúng rồi, chạy xe nhỏ đi để anh em nãy chạy xe lớn rồi chút mới chở về đây. Quay lấy xe em đi. Rồi. Rồi vậy đi. Kẹt thì em chạy được. Lấy xe lấy chiếc chơi đây. Từ dưới Cà Mau chạy lên đây mấy tiếng? Chạy 5 tiếng từ Mỹ khoảng 1 tiếng nữa. Đó, em chạy từ Cần Thơ, Cà Mau mà cha em chạy đến Cần Thơ. Rồi em mới chở cha lên. À, chú hồi xưa chắc cũng đi dữ à. Vậy cũng ghê chứ. Giờ con cỡ tuổi này mà con đi từ đây về Phan Thiết mà con thấy quải rồi. Đi rồi tranh thủ đi, còn nghỉ ngơi. Bây giờ là gửi cái này đúng không? Gửi cái này về đúng không? Dạ. Gửi kêu nó bao bọc đồ kỹ càng cho mình, hiểu không? Chú Phương Trang đúng không? Ừ, tại xe mình giữ rất là kỹ luôn á. Nè. Bánh xe miền Tây nè, bánh xe miền Tây mới về miền Tây chứ, em về miền Đông thì nó về miền Đông sao? Là nó lên Hà Nội á. Miền Đông là về miền Đông. Miền Đông là miền Đông Nam Á đồ á, Campuchia rồi. Nó về đất nông. Quá đẹp luôn. Phục Apsada của Sida nè anh em. Ok anh em luôn. Này có 3 mốt chạy luôn nha em. Biết không? Để hướng dẫn luôn nè, hướng dẫn để về còn nhớ nè. Nè. Chế độ comfort là có nghĩa là chế độ giặt đồ ngâm comfort. Rồi, chế độ xì bo. Chạy giống xì bo hả? Xì bo cẩm là có nghĩa em chạy đường trường á. Đó, còn chế độ này em chạy trời mưa rồi chạy đồ nè. Còn này em chạy bình thường. Đó. Rồi nó có giờ luôn nè. Thấy không? Giờ giấc nè. Rồi. Đó, báo xăng nè. Đó. Xe này có mod 1 mod yếu. Đó, rồi ok chưa? Số odo nè. Này là báo nhiệt nè, báo ABS nè, báo số mo nè. Nó tắt cái này là coi như là bỏ xe luôn nè. Cái này là cái gì anh? Cái này là dòng giới hạn đâu, cái này tập đếm á. Mình chơi xe đa số mình không học, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó đó đếm. Còn cái này bật dầu, công tắc nè, công tắc khẩn cấp. Ok chưa? Tắt đúng rồi, hết dừng đèn đỏ thì mình mở. Đó. Còn cái này là cái nó mở công tắc lên. Và cái những chiếc xe này nè, khi mà em đi nóng thì nó sẽ có cái tiếng quạt nó quay. À, ok, đừng có ấy à, rồi xong rồi đó. Ok, hoạt động hoàn hảo, thấy không? Rồi còn hỏi gì nữa không? Hỏi luôn. Hỏi gì không? Để về hỏi. Hỏi tại sao nó đặt là re bò không? À. Hẹn xe bò. Dễ không? Có đâu khó. À. Mở bình xăng qua hướng dẫn hay kỹ thuật kỹ thuật là mày giỏi lắm anh em. Nó tháo vàng áo là vàng áo nào cũng tháo được hết, nhưng mà lát nữa là vàng áo mất bát hết à. Đó, rồi mở ra rồi ấn thử. Anh đây này, cái này là thì có hôm nay là công nghệ mới hiện đại lắm, anh chỉ cần ấn mạnh như vậy nè. Bình thường lúc mới đó là anh chỉ cần ấn là nó lệch qua liền. Và cái này chắc cũng do ăn ở Phan Thiết mới biển nhiều quá. Ăn nhiều mới biển quá cho nên nó ăn mở bình thang thì hơi đề xuống xíu vậy. Nhẹ đó, nói chung là nó nhẹ là nhẹ, ok. Nhẹ nhàng, nó không có nặng nề. Anh đề lại van lại thôi. Con này mình đổ xăng là không phải xuống xe. Bữa con mua được 15 kìa, thế đổ xăng. Cái răng phát xuống xe, mở cốt. Đổ xăng đổ trên đây luôn. Thì mấy hàng Honda này nó bền lại tiết kiệm xăng, em đi không cần suy nghĩ gì hết đó. Hiểu không? Với lại Honda nó có một cái nè. Em mà đi nóng lên á, em dừng ở nhà á, là em tắt máy đi, nó sẽ kêu tích 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 tích. Đừng có nghĩ là xe nó hư nha. Cái máy thằng này vậy á, em mà đi nóng lên là chỗ cái cây bô á nó kêu tạch 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 tạch. Hiểu chưa? Rồi khi mà nóng lên là có cái quạt tản nhiệt ở trong á, nó quay xe cho nó mát lại. Lúc mà nó nóng nó có quay không phải hư đâu. Đó là cái quạt. Cái quạt tại mấy mô tô nó sẽ có một cái quạt bự ở trong á. Tại mấy anh em hỏi nhiều lắm nên giờ mua phải tư vấn kỹ cho anh em hiểu. Đó, rồi xong, đi gửi. Còn chơi nữa. Có mình gửi phân trang gửi ngoài thôi đúng không? Hay là vào trong gửi luôn? Vô trong gửi luôn. Chạy ra Phương Trang nói em gửi xe này. Về Cà Mau đúng không? Vô bến xe miền Đông là có chỗ gửi đó. Chứ giờ bán tải nó lấy cao lắm. Gửi ra bến xe gửi đi. Ra đó với bến xe là con chơi ăn nằm gửi. Đúng rồi. Hên mà có mấy cái này nè, lỡ mà nó làm bể thì bỏ luôn. Mấy cái này rẻ tiền lắm.
nó chỉ để cho chống chày cái trong mình thôi. Ừ. Anh không thích em mua cái. Với lại nó không có vô nổi mình đâu, tại nó có chống đổ rồi. Nó vô chắc không nổi dàn áo đâu, chỉ sợ nó cắn cái chỗ này thôi. Nhưng mà nó mấy người này cũng biết vô mà. Rồi ok, tranh thủ đi. Trễ giờ. Chú uống nước trà vậy không chú? Trà. Nè, đây xe có bảo vệ các nước không? Đồ chơi là full tận răng luôn hả anh em? Con này còn một chìa. Ừ. Đẹp không anh em? Rồi nhìn nó sắc sảo lắm luôn á. Không biết chừng nào mình mới tìm lại được một con giống gì nữa. Không biết khi nào nữa. Hả? Không còn cà vẹt để đây, hoặc là lúc nữa lát nữa mình đưa cho em nó đem về rồi nó gửi lại. Không, lát nữa em đưa cà vẹt đi, giờ chỉ gửi xe thôi. Lát mình đưa cà vẹt ở đây nè. Ngầu không anh? Ngầu. Hả? Ngầu. Nhìn giống như là thằng hoàng của một biển vậy. Đấy. Giờ gửi xe ra Cà Mau nha anh em. Rồi bye bye mày nha. Nằm ở đây cũng lâu rồi đó. Nằm lâu là bởi vì anh em cọc giờ mới lấy chứ không phải là nằm ở đó lâu nha anh em. Anh biết chừng nào mà mình đưa ra được con xe đẹp gì không? Rồi anh quay đầu. Ừ. Có quay đầu không? Rồi, bye bye nha. Cảm ơn anh em đã xem clip.